Xin chào blog nha. Đây là chị Thu sẽ làm một cái liệu trình là xà phòng băng túi mật ong đông trùng hạ thảo kỵ tử táo đỏ để gửi về cho em và em gửi sang tặng bạn nha. Thì đây là những cái nguyên liệu đã có sẵn, chị Thu đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì đây nó sẽ có là một cái lọ thủy tinh như thế này. Lọ thủy tinh này thì chị đã tiệt trùng hết rồi nha. Chị tiệt trùng sạch rồi. Và mật ong thì đây là 1 lít mật ong hoa xuyến chi nha. Thì mật ong thì chị sẽ để riêng trong một cái chai nhựa như thế này, thì mình vận chuyển đi nó sẽ gọi là nó an toàn hơn. Và đây là 10 gram xà phòng. Thì xà phòng bên chị thì chỉ có một loại thôi, đây là dòng Super Neosin và được nhập khẩu nguyên lô nguyên kiện từ Iran, phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Thì trên bao bì nó sẽ có quy kết ấm hộp là 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram. Thì đây là cái size 3 gram ha, đây là size 1 gram. Tại vì hiện tại cái lọ lớn chị đã hết rồi nên là chị sẽ lấy 3 lọ 3 gram và 1 lọ 1 gram. Thì chị sẽ tước cho mình em xem. Đây, trên hộp nó sẽ có quy kết đóng hộp là 3 gram nè. 3 gram. 3 gram nè, đó, và đây là 1 gram nè. Đây là 1 gram, thì tổng cái này là sẽ là 10 gram ha. Đây là 10 gram xà phong, 10 gram đông trùng hạ thảo, 30 gram kỵ tử và 30 gram táo đỏ. 30 gram táo đỏ. Chị sẽ tặng cho em một cái thìa gỗ để mà mình lấy xà phong mật ong nè. Và đây là một cái cuốn cẩm nang hướng dẫn sử dụng nha. Chị sẽ kèm theo luôn. Đó, thì bây giờ chị sẽ làm, chị sẽ xay cái xà phong ra đông trùng hạ thảo thì từ táo đỏ thì chị sẽ cho hết vào lọ như thế này. Thì khi mà em vận chuyển đem qua bên đó thì bạn chỉ cần cho cái mật ong vào nữa là xong em nha. Nó sẽ rất là nhanh gọn. Thì đây là đông trùng hạ thảo. Thì đầu tiên chị sẽ cho đông trùng hạ thảo vào trước nha. Đây là đông trùng hạ thảo sái thân hoa nha. Nó sẽ cũng có những cái công dụng như là nó sẽ tốt cho tiểu đường này, vấn đề hỗ trợ vấn đề về tiểu đường này, tốt cho gan thận nè, phòng ngừa ung thư này, tăng cường sức đề kháng, làm đẹp cho phụ nữ, tăng cường sinh lý nữa nha. Đó thì mình sẽ tận dụng thêm cái nguồn công dụng của đông trùng hạ thảo kỵ tử táo đỏ, thì nó cũng có công dụng là nó bồi bổ sức khỏe, giúp khí huyết lưu thông đó. Còn xà phong thì nó rất là nhiều công dụng tốt, nó giúp mình ngủ ngon, điều hòa huyết áp, làm đẹp da cho phụ nữ, hỗ trợ vấn đề về tiểu đường, hỗ trợ về dạ dày, rồi ngăn ngừa những cái vấn đề về tim mạch, giảm stress, hết đau dạ dày vân vân. Đó thì nó rất là nhiều công dụng như vậy. Còn trong mật ong thì nó cũng có rất là nhiều vitamin và khoáng chất, cũng như là những cái enzyme có lợi cho sức khỏe, và nó đều có cái chất chống oxy hóa cả trong xà phong và trong mật ong nữa. Nên là khi mà mình kết hợp giữa xà phong, mật ong, đông trùng hạ thảo, kỵ tử táo đỏ thì mình dùng đều mỗi ngày như vậy thì nó giúp cho cơ thể của mình rất là khỏe luôn. Đó, và bây giờ thì chị sẽ cho kỵ tử vào luôn. Đây là 30 gram kỵ tử nè. Rồi, đây là 30 gram táo đỏ. Táo đỏ này là táo đỏ cắt lát, táo đỏ Hàn Quốc phơi khô cắt lát. Mình dùng để ngâm mật ong thì mình sẽ dùng táo khô như thế này. Chứ nếu mà táo nó còn nước trong đó, nó còn tươi, nó còn có nước á, thì khi mình ngâm với mật ong nó sẽ tiết, nó sẽ nước ở trong táo nó sẽ ra trong cái lọ mật ong của mình và nó sẽ làm hư cái lọ xà phong mật ong ha. Rồi bây giờ thì chị sẽ xay cái xà phong và chị sẽ cho lên mặt luôn. Thì việc của em là về qua bên đó em chỉ hướng dẫn bạn là cho trộn cái mật ong vào nữa là xong nha. Trộn cái hỗn hợp mật ong. Rồi. Bây giờ thì chị sẽ xay cái xà phong này. Xà phong mà để ngâm thì mình sẽ xay ra. Tại vì mình xay ra như thế này thì dược chất trong cái xà phong và mật ong nó mới hòa quyện vào nhau. Có
sẽ có size 5 người, nhưng mà size 5 người hiện tại chị hết rồi, nên là chị lấy những cái size nhỏ như thế này thì bắp nó hơi lau một tí. Đây là 10 gram ha, 3 lọ 3 gram và 1 lọ 1 gram. Không biết là em phải nhìn rõ không? Nhìn vào cái sợi nhị nó rất là rõ, không có châm vàng nha. Và bây giờ thì chị sẽ xay ra. Bây giờ thì chị sẽ cho hết cái bột xà phòng đã vừa xay nè vào trong cái lọ này luôn. Và đây là cái combo 10 gram xà phòng, 10 gram đông trùng hạ thảo, 30 gram kỷ tử và 30 gram táo đỏ với 1 lít mật ong thì chị đã chuẩn bị sẵn như thế này. Và việc của em về là em sẽ cho, về hướng dẫn cho bạn là em sẽ cho cái mật ong này vào cái xà phòng và chúng ta sẽ để cái lọ này tầm 2 tuần thì đã sử dụng được rồi nha. Và mỗi lần dùng á, khi mà mình để như vậy mỗi ngày á, mình sẽ lấy một cái thìa gỗ như thế này, mình thìa khô, mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Tại vì xà phòng, mật ong, đông trùng, hạ thảo nó sẽ nổi hết lên trên bề mặt, nó nhẹ hơn mật ong và nó sẽ nổi lên, nên là mình sẽ trộn đều nó lên như vậy để cho nó trộn, để cho nó hòa quyện vào nhau và nó tiết dược chất ra nha. Và sau đó thì 2 tuần sau mình sẽ dùng ha. Rồi chị, bây giờ thì chị sẽ gửi cái lọ này về cho em, chị sẽ gửi combo này về cho em ha. Cảm ơn em đã tin tưởng và sử dụng xà phòng bên chị. Có vấn đề gì thì em cứ liên hệ với chị qua Zalo 0932 257878 thì chị Thu sẽ tư vấn kỹ hơn cho em nha. Xin chào.